Hello xin chào mọi người, hãy thích một diễn viên nào, bạn sẽ bất chấp xem tất cả phim của họ. Việc cảnh phim thời dân quốc thứ nhất của Tiêu Ân. Tuy nhiên phim này anh chỉ đóng vai phụ. Khuyến cáo các bạn không nên xem phim này, vì bác Tiêu bị tra tấn ghê lắm, không nỡ xem đâu. Việc cảnh phim sản xuất năm 2013, do Trung Quốc sản xuất. Năm chính là tài tử Hồng Kông La Gia Lương. Phim này có sự hợp tác của các diễn viên Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc. Các diễn viên tham gia phim. Lai Gia Lương, Phó Trình Bằng, Vương Kính Tùng, Khấu Chấn Hải, Kim Mân Mân, Bào Quốc An. Nội dung phim: Vào tháng 7 năm 1937, Hồng quân công nhân và nông dân Trung Quốc chuẩn bị kết thúc cuộc trường chinh. Vì nhu cầu của kháng chiến, Trung ương Đảng đã cử một tổ chức ngầm vượt biên sang Liên Xô thông qua một đường dây liên lạc bí mật và lấy một cuốn mật mã. Cuốn sách mật mã sẽ được gửi đến căn cứ ở phía bắc Thiểm Tây thông qua vinh lập nhân Tiêu Ân Tuấn đóng, vì âm mưu của Quốc dân Đảng người đàn ông giao thông vận chuyển cuốn mật mã đã bị bắt trong khi cảnh sát giả mãn châu trần khai đã nhận trách nhiệm nặng nề do nhầm lẫn và muốn vận chuyển cuốn mật mã qua biên giới xung quanh cuốn sách mật mã đảng cộng sản quốc dân đảng và nhật bản cạnh tranh vì mục đích riêng của họ trong quá trình vượt biên la gia lương bị quân nhật bắt giữ sau một trận đấu trí anh ta từ trong tình thế tuyệt vọng cuối cùng trốn thoát anh ta rơi vào tay của quốc dân đảng tại khu kiểm soát quốc dân đảng và bị tra tấn Lai Cha Lương có một niềm tin trong lòng rằng mật thư phải được gửi đến miền Bắc Thiểm Tây và chỉ có đảng Cộng sản mới có thể cứu Trung Quốc. Cuối cùng, Gia Lương đã hoàn thành một quá trình chuyển đổi toàn diện từ hành vi sang niềm tin. Các nhân vật trong phim Lai Cha Lương vai cảnh sát trưởng làm việc cho Nhật vô tình đã bị lôi cuốn vào hoạt động đặc biệt của nhóm ngầm để hộ tống cuốn mật mã đến khu vực căn cứ một cách tình cờ và trải qua một cuộc chạy trốn xuyên biên giới. Hắn cũng dần tỉnh ngộ và đi theo đảng Cộng sản. Phó Trình Bằng là đội phó đội hình sự của Sở Cảnh sát Dân Quốc. Anh và Cảnh sát trưởng La Gia Lường Y là anh em tốt vào sinh ra tử. Tiêu Ân Tuấn, vai một thương nhân ăn chơi, vừa là một đảng viên cộng sản có thân phận đặc biệt. Vai diễn này bác Tiêu chỉ xuất hiện 8 tập đầu. Sau khi làm nhiệm vụ và bị bắt, anh kiên cường dù bị tra tấn giả mang không khai ra của mật mã. Cuối cùng quân Nhật đã xử bắn anh. Anh cũng là người hướng cho La Gia Lương từ người của Cục Cảnh sát nhiều lý tưởng của đảng Cộng sản. Nhận xét phim, phim hay lôi cuốn, mang tính lịch sử, tuy nhiên có nhiều cảnh tra tấn khiến nhiều chị em hoảng sợ. Xem phim vì tiêu ân tuấn, nhưng Lai Gia Lương và Phó Trình Bằng đều là những diễn viên thực lực. Vì thần tượng bạn có thể xem, mình đệ link bên dưới bằng tiếng Trung thôi.